Em Thảo Alo Bình Dân xin kính chào quý và các bạn. Chào mừng quý và các bạn đang quay trở lại với kênh Trần Thảo An Khang, một kênh YouTube chuyên bán audio Bình Dân quý vị nha. Và hôm nay clip hôm nay em xin giới thiệu đến quý và các bạn là em test đôi lo Pioneer CS616 quý vị ha. Đôi lo đứng trước, hai đôi lo phía sau là không test, mình chỉ test đôi lo Pioneer CS616 là đôi lo đứng trước màn hình chúng ta quý vị ha. Đôi lo đứng trước. Và hôm nay thì hiện giờ thì ở chỗ em thì trời cũng đang mưa gì ha, mưa cũng khá to, ở ngoài máy hiền nó nghe lớp bóp rồi kia, cho nên là tiếng nhạc thì chắc chắn thì nó cũng sẽ bị tạp âm rất nhiều và chắc chắn là nó sẽ không hay như ở phòng thu vậy ha. Thì mình test ở đây là chủ yếu là để cho anh em và các bạn chúng ta nghe, là chúng ta biết đôi lo nó còn hoạt động hoàn hảo các chức năng gì ha, tất cả các lo đều hoạt động và các nấm nút tăng mid chép của lo vẫn hoạt động tốt. Đó là mình test cái chức năng nó như vậy và test chức năng lo hát. Còn về anh em phối ghép thì có thể anh em phối ghép hay hơn mình nữa gì ha. Ở đây thì mình xin được phép phối ghép cặp lo Pioneer CS616 này với combo có bên đây là 108787 đi ha. Và hiện giờ nhạc thì mình đang lấy trên phần cái nguồn nhạc YouTube đi ha. Và mình xin phát một bản có tựa đề là Thành Sầu đi ha, cho ca sĩ Bắc Khanh và mấy anh em nhạc hải ngoại trình bày gì ha. Đấy thì đôi lo CS616 của mình đẹp lắm nha gì nha. Vì và các bạn thấy trên các clip của anh em, đôi lo nào mà nó còn cái màu giống như vậy là cái simili nó còn nó gì ha, còn các cái màu nó sặc sỡ hơn, nó mới hơn là simili anh em đã dán lại. Cái đó là dán lại cái dòng lo 616 với 755 của hãng Pioneer thì dán lại là chuyện thường bình thường thôi vậy. Tại vì cái này nó rất là mỏng, cái simili này rất mỏng đó vậy, tới tuổi già của nó sẽ chốc quý vị ha, tới tuổi già nó sẽ chốc, cho nên là anh em ta dán lại là cũng chuyện là chuyện bình thường, dán lại cho đẹp thẩm mỹ thêm thôi và nó cũng không có ảnh hưởng gì đến chất âm gì ha. Còn ở đây cái đôi của mình thì nó chỉ chốc con miếng này, còn như là chốc rất nhỏ cho nên mình chưa dán lại gì ha. Mình để y nguyên zin cho anh em và các bạn chúng ta chơi. Đó đúng là đồ phải nguyên zin. Đôi này thì tiếng lo đẹp lắm gì ha. Rồi thì bây giờ em xin mời các bạn cùng vào nghe test một đoạn nhạc Thành Sọc của tác giả Quốc Khanh do Quốc Khanh nè, Nhật Lâm nè, Đức Tân trình bày vậy ha. Rồi bây giờ em mời các bạn nha. Action nè. Bây giờ em sẽ tiến lại gần, em quay sát từng chiếc lo cho các bạn nghe em đi ha. Yeah.
nè quý vị ha, mình chỉ phát một cặp thôi nè quý vị ha, nè đó tắt, còn này là cặp si beo nữa quý vị khác ha, còn cặp video số 66 của mình nè. Tiếng gắt bén vậy ha, chép gắt bén, bếp thì lồng lộng luôn, bát thì gắt lực quý vị. Đây này chơi quá tuyệt luôn quý vị. Nếu anh em mà chưa có từng nghe loa này thì anh em mà ở gần lại đây nghe thử đi, trải nghiệm chất âm của đôi này gì ha. Bát nó dễ chịu như bát G-Bell kia. Rồi quý vị đã nghe loa Pioneer 66 hát rồi ha, quý vị thấy hay không quý vị? Cho em thì em thấy rất là hay quý vị ha. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, muốn sở hữu đôi loa này, muốn rước em nó về để trải nghiệm, thử nghiệm chất âm của em nó, thì quý vị đừng ngại liên hệ với Trần Thảo Khang số điện thoại 0902 764 784 quý vị ha. Em bảo đảm với quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn nào nhiệt tình gọi cho em thì giá sẽ được rất là tốt và sẽ bảo đảm vì là giá tốt hơn thị trường quý vị ha. Giá bảo đảm là shop audio Bình Dân, đúng tên gọi của nó vậy ha. Và hàng thì quý vị các bạn yên tâm, chất lượng em đi tiện chọn lấy từ 7 giờ luôn, chứ không có qua trung gian một người nào hết, cho nên là giá rất là tốt vậy nha. Rồi đến đây thì em xin tạm dừng video và em xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút ít thời gian để theo dõi hết cái clip này. Và quý vị và các bạn nào đang xem kênh Trần Thảo Khang mà quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị vui lòng ấn vào chỗ đăng ký cho em xin thêm một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần cũng như là ủng hộ kênh Trần Thảo Khang của em vậy nha. Và quý vị và các bạn đăng ký kênh thì quý vị và các bạn sẽ cập nhật và nhận được thông báo sớm nhất khi Trần Thắng Khang phát clip mới vậy nha. Rồi trước khi rời khỏi màn hình, quý vị đừng quên cho Trần Thắng Khang xin một like vậy nha. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.